Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi tuần mới từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9 năm 2024 của 12 con giáp để đón lành tránh dữ ngay sau đây. Tử vi tuần mới tuổi Tý. Con giáp tuổi Tý không nhận ra sự cố chấp khiến cho tình cảm của mình không được suôn sẻ. Đôi khi điều quan trọng là phải cởi mở với những gì phía đối diện phải nói trong một cuộc tranh luận hoặc xung đột, chỉ để bạn không bỏ lỡ những hiểu biết thực sự giữa sự khoa trương và kiêu hãnh. Năng lượng xung quanh cuộc sống của con giáp tuổi Tý trong tuần này có phẩm chất cảnh giác. Chỉ cho phép những điều mà trực giác của bạn cho rằng nó tích cực với cuộc sống của bạn. Cho dù ai đó gọi đó là phi logic hay không, bạn cũng phải tin tưởng vào chính mình. Tuần này sẽ thực sự tốt, đặc biệt là nếu bạn đi chơi với bạn bè hoặc tổ chức tiệc tại nhà theo chủ đề, hãy để khía cạnh sáng tạo của bạn nắm quyền kiểm soát. Thiên Đức hỗ trợ cho việc làm ăn của bản mệnh tuần này thuận lợi, có cơ hội để phát tài, phát lộc, hãy tận dụng tối đa vận may đang đến với mình, đừng lãng phí bất cứ phút giây nào bạn nhé. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, đơn giản là bỏ lại quá khứ phía sau mà bạn không làm được. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, hãy thay đổi cách giao tiếp nhẹ nhàng, tử tế hơn với mọi người. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, một số tổn thương quá khứ đã hình thành nên con người của bạn. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, tự tin thực hiện các kế hoạch đề ra bất chấp những lời chê bai. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, các vấn đề liên quan tới ăn uống đang ảnh hưởng tới sức khỏe. Tử vi tuần mới tuổi Sửu, trong tình yêu, tuổi Sửu không nên vội vàng, bạn không nên loại trừ bất cứ ai chỉ dựa vào vẻ ngoài của họ. Có thể người bạn tâm giao của bạn là một sự đối lập với bạn và không giống bạn ở nhiều khía cạnh chính, đặc biệt là về mặt bên ngoài. Cuộc sống xã hội của bạn hiện đang bị kìm hãm một chút, chủ yếu là vì các lĩnh vực khác của cuộc sống nổi bật hơn. Không sao cả, bạn không cần phải ép buộc bản thân giao lưu vì áp lực từ bạn bè. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao đôi khi bạn biết điều gì sẽ xảy ra ngay cả trước khi người khác biết không? Bạn được khuyến khích dựa vào sức mạnh trực quan này trong tuần này. Ảnh hưởng của Bạch Hổ nên các vấn đề liên quan tới sức khỏe của bản mệnh không được tốt. Để phòng tránh tai họa khi tham gia giao thông thì bạn chớ phóng nhanh vượt ẩu nên có các biện pháp đề phòng khi cần thiết. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, bạn không kiểm soát được ai cả ngoài cảm xúc của chính mình. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, đừng chỉ vì một số yếu điểm của bản thân mà tự ti nhé. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, cuộc sống của bạn đã thay đổi rất nhiều so với thời gian trước. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, đừng nên nuôi hy vọng quá lớn, hãy sống đơn giản trong khả năng. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, tập thay đổi cải thiện một số thói quen chưa tốt của mình. Tử vi tuần mới tuổi Dần, trong tình yêu, tình cảm phải đến từ hai phía mới có thể bền lâu. Tuần này khuyên con giáp tuổi Dần hãy tự bảo vệ mình và lùi lại một bước nếu bạn cảm thấy mình không được lắng nghe. Nhìn chung năng lượng của bạn trong tuần này rất bình tĩnh và ổn định, thậm chí có phần trì trệ và thiếu sáng tạo. Hãy tìm hiểu xem trái tim bạn muốn bạn hướng đến đâu và bạn sẽ khám phá ra ý nghĩa của cuộc sống. Trong tuần này, để đảm bảo vấn đề sức khỏe, tuổi Dần phải đảm bảo chất lượng nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc. Bạn phải chăm sóc bản thân trước khi muốn nghĩ tới một lý tưởng cao đẹp nào đó. Tử vi các tinh che chở nên vận trình tài lộc của con giáp tuổi Dần tuần này đang được cải thiện dần dần. Tuy nhiên, đừng vội vàng mua sắm để thỏa mãn các sở thích. Thay vào đó, bạn nên tập trung tận dụng cơ hội bạn đang có để hái ra tiền. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, không phải ai cũng hiểu được ý tưởng của bạn, hãy kiên nhẫn. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, tránh thái độ xem thường và tự cho rằng mình hơn người khác. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, thuận lợi hơn trong việc kiếm tiền trong tháng này. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, đạt được những kết quả vượt xa mong đợi của bạn. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, cảm thấy được an ủi khi nghe những lời động viên. Tử vi tuần mới tuổi Mão cảm nhận được một số rào cản trong mối quan hệ hiện tại. Bạn sẽ phát triển mạnh mẽ trong tình yêu khi bạn quan tâm từ tận đáy lòng. Đừng để nỗi sợ tan vỡ kìm hãm bạn. Nếu người kia vẫn chưa lộ ra những lá cờ đỏ, ít nhất bạn cũng nên cố gắng hết sức. Cuộc sống của tuổi Mão trong tuần mới không thực sự như ý. Có thể bạn đang được cảnh báo là hãy chú ý hơn và buông bỏ những gì đang kìm hãm bạn. Tuần này nên tập trung gỡ bỏ các gánh nặng trước khi muốn nghĩ tới các kế hoạch xa hơn.
Thời gian này, bạn được khuyến khích đặt ra những ranh giới lành mạnh và tiếp tục thực hành các kiểu hành vi giúp nuôi dưỡng lòng tự trọng, luyện tập sẽ tạo nên sự hoàn hảo. Ảnh hưởng của đại hao nên tuổi Mão khá tốn tiền cho những việc không tên. Cho dù bạn đã hạn chế mua sắm những thứ không cần thiết, nhưng vẫn không thể nói không với một số việc phát sinh trong tuần này. Tiểu vi tuổi Ất Mão, Thủy, nhớ rằng mức độ thông minh, hiểu biết của mỗi người khác nhau. Tiểu vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, hãy thật lòng mong cho người khác có cuộc sống sung sướng. Tiểu vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, thận trọng với sự vồn vã của những người không có ý tốt. Tiểu vi tuổi Tân Mão, Mộc, không nên chủ quan và vội vàng mong về đích quá sớm. Tiểu vi tuổi Quý Mão, Kim, hãy thể hiện lòng biết ơn với những điều nhỏ bé của cuộc sống. Tử vi tuần mới tuổi Thìn, trong tình yêu, tuần này khuyên con giáp tuổi Thìn nên biết lùi lại một bước, làm sao tình yêu có thể phát triển khi bạn cảm thấy không chắc chắn về bản thân. Trước tiên hãy tự tin, rồi tình yêu sẽ lại nở rộ. Nhiều việc liên tiếp xảy ra trong tuần khiến tuổi Thìn cảm thấy thiếu tự tin về bản thân mình, bạn cũng không sẵn sàng cho bất cứ thay đổi nào. Tốt hơn hết là nên hoàn thiện, làm tốt nhất có thể với những nguồn lực mình đang có. Nhưng may mắn sẽ được hưởng lợi rất nhiều nếu bạn dựa vào những sở thích mang lại cho bạn niềm vui và sự bình yên, ngay cả khi đó là tái sử dụng một món đồ nội thất cũ hoặc một chai rỗng. Chuyện tiền bạc cũng là vấn đề mà tuổi Thìn phải lo nghĩ trong tuần này khi tác động của tiểu hao khiến khoản chi tiêu lần lượt xuất hiện cùng một lúc. Dù là khoản nhỏ nhưng chúng cũng đang ảnh hưởng tới kế hoạch tài chính của bạn lúc này. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, lòng ghen tị khiến cuộc sống của bạn có phần hạn hẹp đi. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, nhìn về tương lai bằng con mắt tích cực hơn nữa. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, chia sẻ từ tốn, tránh hiểu nhầm trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, tự tin để vượt xa những giới hạn của bản thân lúc này. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, chậm chạp cũng là một hành trình của bạn đang tiến bộ. Tử vi tuần mới tuổi Tỵ, về khía cạnh tình cảm của tuổi Tỵ tuần này, hãy hiểu rõ suy nghĩ của mình và nói ra suy nghĩ đó. Nhưng hãy biết rằng lòng trắc ẩn và lắng nghe những gì người khác nói cũng quan trọng như nhau nếu bạn thực sự muốn tạo nên một mối quan hệ. Tuần này hứa hẹn nhiều thông tin tích cực ghé thăm tuổi Tỵ. Bạn cũng nên biết mình muốn gì trong sự nghiệp của mình. Những quyết định nhanh chóng sẽ dẫn đến cơ hội nhanh chóng và lời khen ngợi nhanh hơn. Năng lượng tuần này của bạn là bình tĩnh nhưng ấm áp. Hãy chơi ngoài trời nhiều hơn và bạn sẽ khám phá ra những cuộc phiêu lưu ở những nơi không ngờ tới nhất. Ảnh hưởng của ngũ quỷ nên có điềm tiểu nhân quấy phá, gây hại sức khỏe khi bản mệnh khó có được giấc ngủ ngon. Sự lo âu hoang mang khiến bạn dễ mất ngủ, gặp ác mộng. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, luôn để ý từng việc nhỏ để tránh lãng phí bạn nhé. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, một lời động viên của bạn dành cho người khác rất đáng quý. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, bạn có đủ tầm nhìn xa trông rộng để có thể đánh giá mọi việc. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, yêu thương là cách để hóa giải những căng thẳng tốt nhất. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, nên thận trọng hơn với khía cạnh tiền bạc của mình. Tử vi tuần mới tuổi Ngọ, con giáp tuổi Ngọ gặp một số vấn đề ngoài mong muốn, đòi hỏi bạn phải dồn tâm, dồn sức xử lý trong thời gian này. Có thể kết quả chưa như ý, nhưng bạn nên biết hài lòng với những gì xảy ra lúc này. Kiếp tài xuất hiện đầu tuần, dự báo có nhiều cản trở, đó có thể là những lời bàn tán ra vào của người khác làm bạn khó chịu. Tuy nhiên, bạn chỉ cần đơn giản là bỏ qua, không nên nghĩ nhiều làm gì cho thêm căng thẳng. Tuần mới, con giáp tuổi Ngọ hãy cẩn thận với những tác động bên ngoài, cố gắng tạo ra sự rạn nứt giữa hai người. Những động cơ không hay có thể phá hỏng một điều gì đó tốt đẹp nếu bạn không cho phép nó gây ảnh hưởng đến bạn. May mắn là thái âm nâng đỡ cho vận trình tình cảm của người tuổi Ngọ độc thân, được hanh thông, thuận lợi. Những khởi đầu tốt đẹp là dấu hiệu đáng mừng để bạn có quyền hy vọng nhiều điều hứa hẹn trong tương lai. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, hãy sớm nhận ra vấn đề để tránh hậu quả lớn. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, chớ nên hờn giận vô cớ, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, sớm có cơ hội nhìn ra chân tướng sự việc quan trọng. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, hãy quan sát lòng tham của mình và thận trọng với nó. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, từ tốn chia sẻ với mọi người những hiểu biết của mình. Tử vi tuần mới tuổi Mùi, tuần mới con giáp tuổi Mùi đang thiếu đi sự hứng khởi và đam mê. Lời khuyên cho bạn đó là hãy thử một điều gì đó mới mẻ hoặc tìm hiểu về những ý tưởng mới giúp nâng cao trải nghiệm nghề nghiệp của bạn. Cảm hứng sẽ một lần nữa thổi bùng ngọn lửa trong tâm hồn bạn.
Trong tình yêu, hãy trung thực với chính mình và cởi mở với những điều mới mẻ mà người quan trọng khác hoặc người hẹn hò giới thiệu cho bạn. Đó là cách chúng ta khám phá, học hỏi và phát triển. Ngược lại, khi bạn cố tình che giấu, thì chỉ mình bạn phải chịu đựng những tổn thương do chính bạn tự gây ra mà thôi. Tác động của dịch mã nên bản mệnh có xu hướng phải chịu vất vả khi thường xuyên phải di chuyển hết chỗ này đến chỗ kia. Nếu bạn gặt hái được thêm nhiều kinh nghiệm thì có vẻ công sức của bạn bỏ ra xứng đáng. Vì thế hãy luôn giữ năng lượng tích cực bất kể tình huống nào bạn nhé. Thương quan xuất hiện đầu tuần khiến bản mệnh có thể phải chịu những tổn thương không đáng có. Sau đó có thể bạn sẽ được xoa dịu một chút nhưng niềm tin về cuộc sống của bạn chưa thể nào phục hồi nhanh chóng được. Do đó, chính bạn cũng phải cho mình một chút thời gian bạn nhé. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, tránh tranh luận những chủ đề nhạy cảm vì không ai đúng cả. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, tìm thấy những cơ hội tốt từ những khó khăn đang đến. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, học cách thận trọng để đánh giá tình hình đang xảy ra. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, kế hoạch khôn ngoan nhưng còn cần cả sự kiên trì nữa. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, điều quan trọng là bạn cần có niềm tin vào việc đang làm. Tử vi tuần mới tuổi Thân, tuần này năng lượng của người tuổi Thân khá điềm tĩnh. Một cách tiếp cận hướng nội sẽ giúp ích cho bạn nhiều hơn, đặc biệt là nếu bạn chọn lựa cách tự chăm sóc bản thân và nghỉ ngơi trong tuần này. Đời sống tình cảm của tuổi Thân lúc này rất rực rỡ và hứa hẹn nhiều điều đáng mong đợi. Trong tình yêu, hãy chủ động, hãy sáng tạo để hai người thường xuyên có được cảm giác mới mẻ, thích thú. Thái Dương Cát Tinh phù trợ công việc của bản mệnh thời gian này được diễn ra thuận lợi. Khi mọi thứ diễn ra đơn thuần thì bạn vẫn tìm ra được cơ hội tốt để phát triển thế mạnh của mình. Thiên tài xuất hiện đầu tuần mang lại tiền bạc dồi dào cho tuổi Thân, nhưng dường như vì thế mà bạn có phần chủ quan, dễ vướng vào một số rắc rối vào giữa tuần. Nhưng hãy chọn cách để bạn sớm bình tâm trở lại, vì khó khăn cũng sẽ qua đi nhanh thôi bạn nhé. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, nên thận trọng hơn với các vấn đề liên quan tới sức khỏe. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, thiếu hiểu biết có thể gây ra những hậu quả không đáng. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, tránh xa những ồn ào phiền nhiễu cho cuộc sống của bạn. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, đừng ngại thừa nhận những điều bản thân chưa hiểu rõ. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, cần giúp đỡ thì hãy thẳng thắn nói ra bạn nhé. Tử vi tuần mới tuổi Dậu, năng lượng tình yêu tuần này của con giáp tuổi Dậu rất ngọt ngào và đầy ắp sự âu yếm. Hãy dựa vào điều này và bạn sẽ khám phá ra lý do tại sao việc ưu tiên những người thân yêu bên cạnh những ước mơ và mục tiêu khác trong cuộc sống luôn quan trọng. Cơ hội đang đến với tuổi Dậu khá nhiều trong tuần này. Bây giờ là lúc bạn phải hành động quyết liệt hơn. Nhưng đừng quá vội vàng, tốc độ phù hợp sẽ giúp bạn tiến xa hơn và nhanh hơn những gì bạn có thể hình dung. Tuần mới, cảm xúc của bản mệnh thăng trầm không ít, mà mọi thứ chỉ ổn định vào cuối tuần khi có được sự nâng đỡ của chính ấn. Hơn nữa, bạn cũng đã biết rút kinh nghiệm hơn để hạn chế sai sót có thể xảy ra trong thời gian này. Thái Tuế xuất hiện, nhắc nhở bản mệnh cẩn thận trong công việc, không nên chủ quan trong việc chuẩn bị đồ đạc nếu không sẽ thiếu sót. Ngoài ra, nên thận trọng khi tham gia giao thông bạn nhé. Chính tài mang về tin vui liên quan tới tiền bạc đầu tuần, giúp bạn có nhiều động lực hơn khi hiểu rằng công sức của mình đã được công nhận. Khó khăn mà bạn từng trải qua không có gì sánh bằng niềm vui ở hiện tại. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, có cơ hội vươn tới tầm cao trong cuộc sống. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, bạn không cần phải giải thích với bất cứ ai về việc mình làm. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, hạn chế ăn những món ăn không phù hợp cho sức khỏe. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, một cuốn sách hay giúp bạn có thêm động lực. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, đừng xem nhẹ việc quan tâm tới sức khỏe. Tử vi tuần mới tuổi Tuất, trong một mối quan hệ, con giáp tuổi Tuất muốn có hạnh phúc, hãy nói chuyện tử tế, nhưng đừng gạt bỏ những cuộc trò chuyện quan trọng sang một bên vì bạn không muốn làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Đôi khi, những cuộc trò chuyện quan trọng chính là thứ đưa hai người trở lại gần nhau hơn và bộc lộ sự tương thích thực sự. Bách Việt chủ đào hoa mang tới cơ hội thoát đời độc thân cho những con giáp tuổi Tuất thời gian này. Bạn chỉ cần mở lòng đón nhận cảm xúc của mình một cách chân thành nhất là được. Bất cứ khi nào ai đó nói với bạn rằng bạn không thể làm điều gì đó, hãy tự hỏi liệu họ có đúng không hay đang cố ngăn cản bạn vì họ cảm thấy bạn là mối đe dọa. Khả năng của bạn không phải là không được chú ý. Thực thần mang lại niềm vui từ các mối quan hệ hài hòa, nhưng tuổi Tuất sẽ sớm nhận ra một số vấn đề ngay sau đó. Thay vì thất vọng, bạn nên khéo léo trong cách hành xử, tránh một số hiểu nhầm không đáng có. Tử vi tuổi Giáp Tuất,
Hỏa được truyền cảm hứng từ những điều nhỏ bé, từ vi tuổi Bính Tuất. Thổ có được những bước tiến quan trọng trong cuộc sống, từ vi tuổi Mậu Tuất. Mộc thay đổi tích cực về khía cạnh sức khỏe của mình, từ vi tuổi Canh Tuất. Kim tránh nhiệt tình quá, làm hỏng việc của người khác, từ vi tuổi Nhâm Tuất. Thủy có thể bạn đang tập trung không đúng chỗ. Tử vi tuần mới tuổi Hợi, năng lượng của con giáp tuổi Hợi trong tuần này tràn đầy sức sống và sự lành mạnh. Hãy dành thời gian cho những người thân yêu và bạn cũng sẽ có thể chia sẻ những phước lành của mình với họ. Bản mệnh là người hào phóng, vui vẻ, luôn tỏa ra năng lượng tích cực khi ở bên người khác. Tuy nhiên, lời khuyên là nên thận trọng với những kẻ có ý định lợi dụng bạn, nên rút lui trong một số tình huống mà bản thân nhận ra có một số vấn đề không ổn. Tuổi Hợi cần phải nhận ra giá trị thực sự của mình và không thỏa hiệp với các giá trị thấp hơn. Sự tương hợp thực sự sẽ không bao giờ mong đợi sự thỏa hiệp về những điều không khiến cho cuộc sống của bạn vui vẻ và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, bản mệnh cần thận trọng với các dấu hiệu của Thiên Cẩu gây hại cho sức khỏe. Hãy lắng nghe cơ thể để sớm nhận ra bất cứ thay đổi thất thường nào thì ngay lập tức tìm cách chữa trị phù hợp bạn nhé. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, tiền bạc mang lại cho bạn lợi thế nhất định. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, những mục tiêu nhỏ lần lượt được hoàn thành. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, tránh lãng phí thức ăn của mình bạn nhé. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, càng ngày càng hiểu rõ sự thật về một người. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, đuối sức vì mục tiêu quá lớn và quá tham vọng. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một tuần mới hanh thông, thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé!